Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha năm ơi. Bây giờ thì ở video này thì Khải mua cái cuốn Sơn Hà Mộc Thủy Yên nha anh em. Hôm qua thì có bán cuốn của cái bang 10 kim. Nói chung thì cuốn cái bang nó sẽ mắc hơn rất là nhiều anh em, tại vì cuốn cái bang Phi Long Tại Thiên á, nếu mà ép đỡ mà ép thì cuốn cái bang nó ép khó hơn. Nhưng mà Khải bán cái 10 kim thôi. Còn ở đây thì đây cũng có mấy người, có một người mới ăn ra nè anh em mà ra bán 20 kim. Chả giá riết được 11 kim anh em ơi. Thôi ok, nói chung thì chênh lệch 1 kim 2 kim gì cũng được, giá cũng được anh em, tại vì mình cũng cần trải nghiệm trước á. Nên là nói chung là theo Khải là trước sau gì cũng có à. Nhưng mà mình muốn trải nghiệm trước nên là mình phải mua thôi nè. Trải nghiệm trước cũng như là cho nó khỏe thì mình phải mua thôi. Nên là Khải bù thêm 1 kim nữa để Khải mua cái cuốn Thủy Yên. Chung là ok rồi nè. Rồi nói chung thì ở bên em này thì không có gì hơn, Khải chúc anh em xem video vui vẻ anh em ơi. Rồi thì cũng bị em nói nó nãy giờ nó mới bán nè. Ok, được Khải nút là lên đảo nha nè. Như anh em hỏi bí kíp Sơn Hà Thủy Yên 1 là gì, nhiều anh em không hiểu á. Thì nói sơ qua thì nếu mà tăng mát lên thì sẽ được tốc độ đánh nội công 30, sát thương lý nội 210 điểm, tốc độ đánh ngoài 10% và sát thương vật lý ngoại công 30 điểm và sát thương vật lý ngoại công phần trăm 60% nha anh em. Đó, nó sẽ phụ trợ cho nội công và cả ngoại công nha anh em. Một uy xì như một cái cuốn cũng uy xì như một món vũ khí của kiểu môn phái vậy, không khác gì. Nhưng mà nó chỉ nhẹ thấp hơn một chút thôi, cái luồng đam nó thấp hơn một chút thôi. Ok, bây giờ Khải sẽ lên đảo nha anh em. Khải sẽ đi mua ba cục thiệt tinh, ba cục thiệt tinh là lên đảo. Thân tâm này thì mấy chục quảng thôi. Ok, lên đảo tăng điểm nha anh em. Đó, nói chung đã mua Sơn Hà 1 là bây giờ lên đảo tăng mát cho luôn em ơi. Tầm này chứ tăng mát được rồi. Tầm này tăng mát thì tốc độ đánh nội công cũng lên rồi em ơi. Chủ yếu là cái tốc độ đánh nội công để cho Thi Yên nè anh em. Tốc độ đánh nội công rồi. Hãy ta tới vậy. Trời ơi, có thêm Sơn Hà nè, tốc độ đánh nội công đạt 101 đó anh em. Quá chắc. Rồi, đầu tiên tăng Sơn Hà trước là tính sau. Đó, đầu tiên cứ coi tầm này bao nhiêu điểm. Hôm qua vừa được 30 điểm kỹ năng, 30 điểm kỹ năng và 150 điểm tiềm năng nữa. Trung điểm tầm này rất là nhiều. Anh em cùng xem qua ạc mới, ạc này, đó. Hơn 1.000 điểm tiềm năng này. Đó. Rồi điểm kỹ năng 190 điểm. Đó anh em có nghĩ đi, mới có 140 cấp thôi mà anh đầy đủ bánh trái này nọ thì đã hơn 50 điểm nữa rồi, anh em thấy chưa? Mà số tiền này thì thường thường là vào lắm một tật tại kênh. Anh này thì 10 vào lắm một tật rồi anh em. Bánh trái thêm 40 điểm nữa đấy. Rồi xong, đó. Sơn Hà 1, wow. Chắc vãi. Anh em cùng xem này. Đúng chắc luôn nè. Rồi theo tiết ảnh 29, 30 là mắt anh em. Đó, đây một điểm nữa là mắt 10 nè, 210 này thấy chưa? Một điểm nữa mắt là một cấp nữa, 141 là mắt. Ít hôm nữa reset Evan thì Khải cánh nữa là mắt thôi nè. Ít hôm reset Evan Khải cánh nữa là mắt thôi. Đây. Trời ơi, vừa đạt tông 101 luôn em ơi. 102 quá đẹp rồi, tầm này nó chưởng ai chịu nổi. Chưởng nhanh hơn nữa anh em. Quá đẹp luôn, đạt tông 101 rồi. Quá chắc. Còn cái Sơn Hà 2. Sơn Hà 2 này thì nó sẽ tăng kháng tính, sinh lực, nội lực và cũng như xem nhẹ bên phòng đối phương. Thì Sơn Hà 2 này đa số nó chủ đạo về phòng ngự nè. Còn Sơn Hà 1 chủ đạo về phần tấn công đó. Sơn Hà 1 và Sơn Hà 2 này hôm trước Khải ép là gần đây. Ép hay đúng rồi Khải ép đúng rồi, Khải ép gần 10 kim rồi anh em. Đó. Là gần 700.000 cái Sơn Hà 2 này. Đó, thấy chưa? Gần 700.000. Còn cái Sơn Hà 1 này là vừa mua 11 kim cũng 700.000 nữa. Nội hai Sơn Hà này không là hơn 1.500.000 rồi anh em. Sơn Hà 1 vừa mua 11 kim, Sơn Hà 2 này ép 10 kim. Tính ra hết 20 kim là khoảng 1.500.000 rồi. Hai cái Sơn Hà này nói chung nó phụ trách nhau cũng như là một cái gì đó nó tăng cái sức mạnh cho ạch khá là nhiều nè. Rồi, gây Khải sẽ tăng hết lùng đam vào. Hôm nay thì đánh ok luôn nè, đam khỏe luôn. Rồi, xong đào. Trưởng. Hiện tại là Khải đang thiếu cái phi phong này mà. Đang điếu cái phi phong. Bị hết phi phong rồi. Đỡ mua lại phi phong khác. Khác phi phong rồi. Rồi ok. Ok chưa. Đó, thiếu phi phong cho em. Có phi phong lực tay 14.700 nha.
Ôi, hôm nay chướng ai chịu nói. Đạt tóc rồi em ơi, đạt tóc 101 rồi, quá đã luôn. Quá phơ. Đao thì lên được đao thì đạt lên được 81. Đao thì lên đạt được 81 anh em. Đao nó sẽ nhanh hơn nha anh em. Tại vì đao này không có cầm tóc. Cho nếu mà cầm tóc thì sẽ đạt 1230 nữa đi. 122 cũng không đạt được. 122 thì chỉ bằng 101 thôi. Nếu mang đao 20 thì sẽ đạt 101. 30 thì vẫn 101 thôi nè. Tại vì chỉ lên được 122 thôi. 122 thì chỉ đạt mốc 101 thôi. Còn 126 á, thì mới đạt mốc 126. Rồi ok. Video này thì chỉ là một pha mua sân hàm 1. Và tổng cộng này nọ tính điểm cho anh em xem. Tại đang dư 7 điểm, phải tăng vào này luôn. Cái này là skin đao đỡ có thể thả bot này nè. Đây. Đó, thấy chưa? Đạt tóc 81 rồi, thả vô tư thôi. Đó. Cầm đao thường và đạt tóc là được rồi. Đao cầm là vui thôi, còn chủ yếu chủ đạo vẫn là đánh trưởng nha nè. Trời ơi, đạt tóc đánh nhanh ghê luôn nè. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này, đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Hiện tại vừa rồi là 140 thì Khải hiện tại chắc cũng vẫn đang giữ top 2 Thế Yên, nhưng mà nó chưa cập nhật nha nè. Nó chưa cập nhật hàng. Chưa cập nhật hàng top server. Chưa cập nhật. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em đang theo dõi nha. Đừng quên ủng hộ like, đăng ký kênh, ủng hộ mạnh nha anh em ơi. Lần này đầu tư cái thêm cái sân hà này, nói chung là Khải chắc chắn sẽ chơi ở Thế Yên này rồi. Không mua bài khác chơi rồi nha anh em. Nếu mà có đánh tông kim này nọ, mà nếu anh em cảm giác thích đường môn thì Khải sẽ mượn ạc đường môn đánh cho anh em xem nha. Chứ còn tầm này bảo đi mua ạc đường môn nữa thì nó thiệt anh em. Ít nhất phải xét đồng bang này nọ thì mới chơi được đường môn. Mà tầm này thì anh em đủ nó bán xét đồng bang cao quá. Mười mấy 20 triệu thôi nè. Hồi trước thì anh em cũng biết xem trên kênh Khải rồi. Và hai mấy 30 triệu một set. Tầm này thì họ nhảy server nhiều. Xong rồi server cũ chỉ còn khoảng hơn 200-300 thành viên tham gia. Tại vì mỗi bang hơn 50 ạc anh em. Thì ạc Tây mà cứ một bang Khải thì tầm 40-50 ạc rồi. Bang A cũng bang Khải còn hơn 45 ạc. Đó, bang A hiện tại theo Khải thống cơ thì bang A hơn 55 ạc. Vẫn cũng giữ 55 mạc và băng bơ thì 15 mạc, thất thì 15 mạc. Mà giá thì khoảng 40 mạc nữa. Thì server Khải ngay nghĩ cùng cả treo tiền này nọ, cày tiền này nọ thì cũng hơn 300 mạc Tây đó nè. Nếu hoạt động đỡ bơ ca thì cũng hơn 200. Đó, mỗi lần đánh boss này em cũng thấy rồi, cũng như bảy quả hơn 200 mạc Tây đó nè. Rồi, nói chung là tầm này đang đợi gộp server F4 nữa về thì Khải thấy nó sẽ ok thôi. Hiện tại anh em coi cái bản công thành vừa rồi, thấy chưa? A nó chiếm lĩnh hết rồi nè. A bên anh hết thành nè. Đó. Rồi, nói chung thì anh em xem video thì đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Và anh em cứ có vấn đề gì hoặc là muốn cái gì đó cứ comment bên dưới. Khải sẽ trả lời cho anh em hiểu hơn về cái sân hàm 1, sân hàm 2 nha anh em. Và sân hàm 1, sân hàm 2 Khải đã nói rồi. Nó độc quyền ở server này nha anh em. Không có server nào có nha mọi người. Đó, sân hàm 1 thì tăng về hướng đam. Còn sân hàm 2 thì tăng ngược về phòng thủ nha anh em. Đó. Nếu mà sở hữu được hai cái này khác gì anh em đang sở hữu cho mình trong người mình 1-2 món hồng kiều môn phái nè. Đó, ok chưa? Rồi, cảm ơn em đang xem video. Bye bye.